Đạo diễn Trần Tư Thành. Biên kịch Trần Tư Thành, Lý Á Linh. Chế tác Lưu Tương Giang. Với sự tham gia của các diễn viên Trần Tư Thành trong vai Trình Phong, Lý Thần trong vai Ngô Địch, Trương Dịch trong vai Thạch Tiểu Mảnh, Trương Hâm Nghệ trong vai Lâm Hạ, Đồng Lễ Á trong vai Thẩm Băng, Mạc Tiểu Kỳ trong vai Ngũ Mị, Dương Mịch trong vai Dương Tử Hy, Bạch Phàm trong vai Triệu Qua Dương, Trần Dực Hằng trong vai Trình Thắng Ân, Trương Vũ trong vai Tứ Mập, Lâm Kinh Lai trong vai Lương Quân Chính, Thôi Nhược Hàm trong vai Đồng Đồng và một số diễn viên khác. Bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh, tập 19. Thạch Tiểu Mảnh, anh không phải là con người. Các người sẽ phải chịu báo ứng. Mau lên, mau lên, qua đây ngồi chơi đi. Tôi không biết chơi đâu. Thật ra trò này rất đơn giản, cậu học một chút là biết ngay. Đúng đó, chơi đi. Luật chơi thì mọi người đều biết, nhưng mà đây là lần đầu tiên Thẩm Băng chơi, nên để cô ấy là người bắt đầu. Được rồi, tôi bắt đầu đếm. Một, hai. Hai người đúng là ngốc. Vậy thì mạo hiểm đi. Được, mạo hiểm đi. Mạo hiểm đi, tôi không sợ. Được rồi, Ngô Địch, cậu ra đề đi, nói đi. Hết ván này đã. Ván này là của Thẩm Băng. Em hãy ra một câu thật khó. Phong điên, hãy hôn Lâm Hạ một cái. Hôn môi đó nha. Hôn đi, hôn đi. Mau hôn đi. Đừng chần chờ nữa, đã chơi thì phải chấp nhận. Vậy mà là hôn mà. Chẳng ra làm sao hết. Trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy đang ngại. Bây giờ tới lượt em. Một, hai, ba. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn. Cậu cố ý chứ gì? Đúng đấy, sao lúc nào cũng là cậu thua. Lâm Hạ, mau ra đề đi. Để em nghĩ xem, chuyện gì có thể làm khó hai người. Mọi người nghĩ giúp em đi. Bác hộ uống bia. Uống bia đâu có nguy hiểm. Dạ nói đi. Thôi được, để cho họ uống bia. Được rồi, lần này tới lượt tôi. Một, hai, ba. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn. Năm. Ngô Địch, bắt được cậu rồi. Cậu tưởng cậu không hét lên thì không bao giờ thua à? Phải nói thật. Hãy nói thật. Nói thật. Nói thật thì sao chứ? Nói thì nói. Nói thật thì sao à? Nói thì nói. Ngô Địch ơi, những lời nói thật ngày hôm nay rất đơn giản. Hôm nay tất cả nam thanh nữ tú đều tụ tập ở đây. Có Lâm Hạ, một cô gái tựa mùa hè trượt giấy.
có Thẩm Băng, Một Mùa Đông, Hiu Sa, Trầm Lặng. Và đây, Dương Tử Hy, Một Mùa Xuân Tràn Đầy Sức Sống. Và tuyệt vời hơn nữa, Tiểu Thư Tiểu Ngũ, Một Mùa Thu Thấm Đượm Tình Nồng. Câu hỏi này rất đơn giản. Trong bốn người đẹp ngồi ở đây, cậu yêu ai? Đây là bí mật cá nhân, tôi từ chối trả lời. Đừng nói nhiều, tôi đã phạm tội gì với cậu? Nếu không phải câu hỏi đề tư thì đâu còn gì hứng thú. Mau trả lời đi, hôm nay là thứ mấy? Đừng đánh trống lảng, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận tất cả đều phải trả lời. Cậu làm vậy khiến tôi sẽ đắc tội. Đắc tội gì chứ? Tôi thấy câu này rất bình thường. Cậu yêu ai thì trả lời đi. Mau trả lời. Tôi đương nhiên là Tử Hy rồi. Vì Tử Hy mà Ngô Địch nhảy lầu tự tử, tới tôi cũng biết chuyện. Đúng rồi, anh hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Đổi câu khác đi. Làm gì có câu trả lời dễ dàng như vậy? Trên thế giới này, mọi người đều thay đổi một cách nhanh chóng. Ngô Địch, tôi hy vọng câu trả lời của cậu sẽ được nói ra từ chính miệng của mình. Tôi... tôi không biết. Lạ thật, cậu yêu ai mà không biết à? Tiểu Hy, sao lại bỏ về? Đi đâu vậy? Em không muốn biết đáp án à? Em thấy trò này quá nhàm chán, em về trước. Ngô Địch à, tiễn cô ấy về đi. Không cần đâu, em tự bắt xe là được. Đừng đi mà, ở lại chơi tiếp đi. Đang hay, ghét quá đi. Cậu ấy với Andy chia tay rồi. Mấy nay đang tìm nhà để thuê. Ngô Địch à, chúng ta cũng về thôi. Sáng mai còn phải dậy sớm. Cảm ơn mọi người vì bữa tối. Tiểu Ngũ đừng khách sáo. Lúc nào rảnh cứ tới nhà tôi chơi. Lần sau mời mọi người tới nhà tôi đi. Tôi sẽ làm đồ tây mời mọi người. Tôi làm bít tết rất là ngon. Đồ tây à, được đấy. Anh đúng thật là đang vui như vậy lại gây chuyện. Ngày mai phạt anh phải đưa tụi em tới bệnh viện. Không cần đâu, tụi mình tự bắt xe cũng được. Không cần đưa. Mai là ngày cuối cùng tái khám, có tài xế miễn phí tội gì. Đúng, ngày mai công ty của anh không có chuyện gì. Không cần đâu mà. Thôi, bọn tôi về trước. Cậu ở lại à? Tôi về chứ, về luôn đây. Về thôi. Sao mạnh tay quá vậy? Về thôi. Mọi người về hết à? Tụi anh về đây. Tạm biệt chị Tiểu Ngũ. Tạm biệt. Cậu có đi xe không? Có. Cậu đưa tôi về nha. Cậu có người đẹp đưa về. Sao bắt tôi đưa về? Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Lên xe chờ tôi. Không cần tôi đưa về à? Tôi có chuyện cần nói với Phong Điên. Cô gái đó vẫn còn yêu anh. Dương Tử Hy à? Cũng có thể. Nhưng mà đối với cô ấy thì tình yêu không phải là thứ quan trọng. Tôi đã qua cái tuổi của cô ấy nên tôi hiểu. Trong khoảng thời gian nhất định của đời người, có những lúc người ta cảm thấy thật sự hỗn loạn. Điều này thì người ngoài nhìn thấy rất rõ, còn người trong cuộc thì cảm thấy rất bế tắc. Hai người có thể quay về với nhau không? Tôi cũng không biết. Tối nay anh nói câu tôi không biết hơi bị nhiều.
Có chuyện gì cần nói với Trình Phong? Có phải anh muốn hỏi anh ấy đã yêu Thẩm Băng rồi đúng không? Sao không có chuyện gì qua mắt được cô vậy? Bởi vì tôi là người hiểu con người, nhất là đàn ông. Mối quan hệ này nếu tiếp tục phát triển thì người bị tổn thương nặng nề nhất là Lâm Hạ. Đi đi, anh cần phải nói chuyện với anh ấy. Chuyện tối nay ai cũng hiểu trừ Lâm Hạ. Trình Phong à, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Được rồi, đi đâu? Tới trường học. Sao tự nhiên tới trường học? Đừng nhìn tôi như vậy mà. Trời đã khuya rồi, cậu còn muốn ôn kỷ niệm à? Sao vậy? Thạch Đầu à, vậy ăn cơm đi. Thạch Đầu, mau dậy đi. Dậy ăn cơm đi. Em đã nấu xong rồi, mau dậy đi. Cậu không có gì muốn nói với tôi à? Nếu tôi là một kẻ khốn nạn thì cậu có còn coi tôi là bạn không? Còn phải xem cậu khốn nạn cỡ nào. Thật ra chuyện này tôi cũng không muốn giấu, bởi nếu có giấu cũng không thể giấu lâu. Có nghĩa là sự thật. Cậu đã yêu Thẩm Băng à? Không phải yêu, mà là rất yêu. Lần trước khi cậu phân tích tình cảm của tôi mới biết đó là tình yêu. Tiểu Mạnh có biết chưa? Có phải họ chia tay làm gì cậu? Chuyện của họ tôi không liên quan. Đồ khốn, họ yêu nhau như vậy, nếu không vì cậu họ làm sao chia tay? Tôi thề với cậu, tôi không phải nguyên nhân. Đồ khốn, con gái trên đời này chết hết rồi à? Sao phải đụng vào người yêu của bạn? Cậu muốn gây tổn thương cho ai cũng được, nhưng sao cậu lại gây tổn thương cho Tiểu Mảnh? Trình Phong à, tôi thật sự không hiểu cậu có thể gây thêm nhiều chuyện gì nữa. Ngô Địch, hãy đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Tôi đã tự dằn vặt, tự mắng mình suốt bao nhiêu ngày qua. Tôi rất khó chịu. Cuối cùng hôm nay tôi có thể nói ra tất cả. Đánh tôi đi, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nếu thật lòng yêu một người, cậu sẽ cảm thấy không còn gì trống rỗng. Lúc đó người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện ngu ngốc. Cậu từng nói với tôi, cậu quên rồi à? Đừng nhắc nữa. Tôi không muốn ra nông nỗi này. Hận một nỗi không thể trở về như trước. Lúc trước ngày ngày vui chơi, chẳng phải lo nghĩ, giờ ngày nào tôi cũng băn khoăn dây dứt. Cậu nghĩ là tôi dễ chịu lắm à? Tôi không muốn, nhưng mà làm sao bây giờ? Thời gian không thể quay lại, không thể trở về như cũ được. Tôi không muốn gây tổn thương cho Tiểu Mảnh. Tôi không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai. Tôi không muốn như vậy. Nhưng mà cậu vẫn làm thôi. Cậu còn tồi tệ hơn Andy. Dù sao Andy cũng không phải bạn của tôi. Còn cậu, cậu cướp người yêu của chính bản thân mình. Người yêu của bản thân cậu. Đúng, tôi không bằng Andy. Ngay cả súc sinh tôi cũng không bằng.
Nhưng mà thật sự là tôi không thể khống chế được bản thân. Là thật. Tôi nói lại một lần nữa, khi đã yêu một người thì rất khó kiềm chế, giống như cậu đã yêu Ngũ Mỹ. Nhưng mà cậu có muốn không? Chúng ta là những người không giỏi che giấu. Đúng chứ? Đúng. Tôi thừa nhận, tôi đã yêu cô ấy. Cho dù trước đây cô ấy từng là người yêu của anh trai tôi, chẳng lẽ như vậy mà tôi không có tư cách nói cậu à? Tôi chẳng muốn chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn nói một chuyện. Khi đã yêu một người thì chúng ta không thể làm chủ. Tôi nhớ trước đây cậu từng nói rằng cả đời này của cậu chỉ yêu một mình Tử Hy. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Cậu đã yêu Ngũ Mỹ. Chuyện này chính cậu cũng không thể ngờ. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình, sao tôi lại trở thành kẻ xấu xa như vậy? Có phải cậu đã lây bệnh cho tôi không? Chẳng xấu xa gì cả. Cô ấy đã chia tay với Ngô Ngụy, cậu đã chia tay với Tử Hy. Bây giờ yêu người khác cũng là bình thường thôi mà. Hai người sao rồi? Nhưng mà anh tôi vẫn còn yêu cô ấy. Phải chấp nhận thôi. Ngô Ngụy yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu Ngô Ngụy. Vấn đề quan trọng bây giờ là tôi thua kém cô ấy ở tất cả mọi mặt. Cậu biết rõ như vậy mà vẫn yêu cô ấy. Cậu không thể ngăn cản được tình cảm của mình. Bây giờ cậu hiểu được tâm trạng của tôi rồi chứ? Người anh em, tôi thấy trong đời người ít nhất cũng phải có một lần vì người con gái mình yêu mà quên đi bản thân, không cần biết kết quả ra sao, cũng không cần phải có được tình yêu của cô ấy, chỉ cần bản thân mình yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi. Như vậy đã là những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người. Hay lắm. Câu này nghe rất quen. Câu nói này không phải của cậu đúng không? Là của tôi. Có điều mấy chục năm trước, Từ Chí Ma cũng đã nói câu này. Đồ súc vật. Đồ súc sinh. Hãy đối xử tốt với Tiểu Mạnh. Dù sao cậu ấy cũng là anh em của chúng ta. Tôi biết rồi. Cô à, mấy đôi giày này cô bỏ à? Đúng rồi. Tiếc quá đi.
Anh tuyệt thật. Sao tới đúng giờ vậy? Hôm nay dự báo thời tiết nói là có mưa. Anh sợ hai người. Anh bị điên à? Đúng rồi. Làm gì có mưa? Lạnh quá. Lên xe thôi. Mau lên, mau lên. Chúc mừng cậu. Giờ cậu đã có chỗ đứng vững chắc. Bây giờ sau lưng cậu có rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Sau này tương lai của cậu thế nào là dựa vào chính bản thân cậu. Chú Trình à, chú cứ yên tâm. Con sẽ không làm cho chú thất vọng. Sau này cần gì chú cứ nói con một tiếng. Cái này là của chú. Với tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ, bác sĩ dặn không được đi lại quá nhiều. Bây giờ mọi việc đều đã được giải quyết. Tôi có thể yên tâm quay về dưỡng bệnh. Chú cứ yên tâm. Công ty đã có tụi con. Ý cũng nói là cậu Phong không được chu đáo cho lắm. Sức khỏe của chú lại không tốt. Sau này con có thể tới bệnh viện chăm sóc chú được không? Không cần đâu. Tôi đã có người chăm sóc. Tiểu Mảnh à, nhân sự trong công ty vô cùng phức tạp. Từ giờ cậu cứ gọi tôi là Tổng Giám đốc Trình. Ở công ty Trình Phong cũng gọi tôi như vậy. Dạ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con ra ngoài trước. Khoan đã. Bản hợp đồng này cậu có lưu lại bản phụ nào không? Dạ không có chuyện đó đâu. Nếu vậy thì tốt. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Không được, không được. Từ nhỏ em đã không dám nhìn những cảnh như vậy. Em rất sợ. Cứ nhìn thấy chim tim là sợ. Không được, không được, không được đâu. Đúng là con gái mà. Dự báo thời tiết bây giờ không chính xác cho lắm. Trời nắng như vậy mà bảo là có mưa. Tôi để tôi rót cho cô một ly nước. Cô có khát không? Không cần đâu. Lâm Hạ mắc cười thiệt. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Thoải mái thiệt. Tôi sợ nhất là nhìn thấy kim tim. Lâm Hạ, hai người về trước đi. Không cần ở lại đâu. Không sao đâu mà. Lúc nãy anh Phong nói là muốn đưa cậu đi xem phim. Cậu không muốn đi à? Anh muốn đưa em đi xem phim. Thật sao? Thật mà. Cây sắt cuối cùng cũng nở hoa rồi. Nhưng mà cô ở lại một mình có ổn không? Không sao đâu. Hết chai nước này là tôi có thể về nhà được rồi. Có chìa khóa nhà. Tôi có rồi. Trời sắp mưa rồi. Cô ấy không mang theo dù. Chúng ta có nên. Anh nghĩ trời này sẽ mưa à? Đúng. Trời này sao mà mưa được. Đi thôi anh. Chúng tôi đi nha.
Cô đi mau đi. Nếu ở một mình quá buồn, cô có thể lên mạng bằng điện thoại. Biết rồi, sao cô nói nhiều vậy? Cô muốn ăn gì? Nói tôi biết, tôi sẽ mua về cho cô. Được rồi, tôi đếm tới ba, cô phải biến mất. Một, cô có biết đường về nhà không? Nếu không biết, thì nhớ gọi điện thoại. Hai, chúng tôi đi đây, cô tự bắt xe về nha. Ba. Xong rồi. Dạo này mọi người làm sao vậy? Sao buổi chiều mà đi xem phim nhiều như vậy? Chứng tỏ đời sống tinh thần của mọi người đã được nâng cao. Hay là để hôm khác xếp hàng đông như vậy, bao giờ mới tới? Khó khăn lắm em mới có cơ hội đi xem phim với anh. Có phải xếp hàng tới ngày mai em cũng chịu? Lâm Hạ à, để Thẩm Băng ở lại bệnh viện một mình thật sự không hay. Cô ấy còn sốt cao nữa. Thẩm Băng không còn nhỏ. Xem phim gì bây giờ? Phim nào sắp chiếu thì xem. Bây giờ 1:30, 1:40 có sức chiếu, tôi là số 4. Vậy xem phim đó. Không, sao vậy? Em muốn xem suốt sao? Cô hai ơi, suốt sao là 2:30, 50 phút lận. Em điên à, chờ lâu muốn chết. Nhưng mà em muốn xem phim đó. Mấy phim hành động toàn đánh đấm có gì hay ho đâu. Mấy bộ phim tình yêu đẫm nước mắt có gì hay chứ. Phim nước ngoài hay như vậy mà lại không xem. Xin anh đi, Phùng Tiểu Cương là một đạo diễn có tiếng. Nhưng mà phim này có thần tượng của anh. Được rồi, chịu anh vậy. Nhưng mà lần sau, phải cùng em xem bộ phim kia đó. Mau lên đi. Đưa tôi nhiệt kế. Cô vẫn còn hơi sốt. Thời tiết lạ thiệt, cứ thay đổi liên tục. Em bị điên à? This is my home now. I'm not leaving. You have no idea. Em điên rồi sao? Đã nói xem suốt hai rồi, anh cứ đòi xem phim này. Em xem thử, ở rạp có ai giống như em không? Người ta sợ mà. Em mà cũng biết sợ hả? Anh cứ tưởng trên đời này chỉ có người ta sợ em thôi. Đáng ghét. Đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Em có muốn đi chung không? Xin nhường cho tôi. Như vậy
Trong đó không có ai hết. Cảm ơn anh, không có gì. Y tá, cho tôi hỏi cô gái trong đó đâu rồi hả? Cô ấy về rồi. Về từ bao giờ? Vừa mới về thôi. Cô ấy không mang theo dù. Ngoài trời đang mưa, làm sao về được? Anh nói chuyện lạ thiệt. Cô ấy về liên quan gì tôi? Cô mới là lạ. Cô ấy bị sốt, ngoài trời đang mưa. Lỡ bị dính mưa, cô ấy bệnh nặng thì phải làm sao? Y tá kiểu gì vậy? Anh bị điên rồi à? Làm sao bây giờ? Mưa lớn quá, chúng ta về thôi. Dạ. Làm sao bây giờ? Chúng ta bắt xe về thôi. Có được không? Được rồi, chờ anh một chút. Một, hai, ba, chạy. Tìm được cô rồi. Lúc nãy có bị ướt không? Chắc cô bị dính mưa rồi. Lâm Hạ đâu? Anh nói đi. Tôi đang hỏi anh. Cô ấy đâu? Cô ấy vẫn còn đang ở rạp chiếu phim à? Sao anh có thể như vậy? Cô không sao chứ? Trình Phong à, anh như vậy khiến tôi rất ghê sợ. Anh coi tôi là ai? Là người yêu cũ của bản thân anh, chị em tốt của bạn gái anh, hay là một mục tiêu tiếp theo để cho anh theo đuổi? Tôi không biết. Vì tôi và Tiểu Mảnh chia tay, anh có bao nhiêu phần trăm trách nhiệm? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, cho dù không có Lâm Hạ, không có Tiểu Mảnh, tôi cũng không bao giờ chấp nhận anh. Không bao giờ. Tại sao chứ? Ngay từ đầu tôi biết anh, tôi đã cảm thấy anh là kẻ đáng ghét nhất trên cõi đời này. Suốt ngày chỉ biết chơi bời hưởng thụ, tự cao tự đại, không hề có chút trách nhiệm. Anh chỉ là một con ký sinh trùng mà thôi. Tới bây giờ tôi còn biết anh chẳng biết yêu là gì. Lâm Hạ tốt với anh như vậy mà anh nỡ làm tổn thương cô ấy. Hãy nghe tôi nói, nếu có thể lựa chọn, không bao giờ tôi chọn em. Nhưng mà tôi không thể khống chế được bản thân. Ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt của em, tôi đã biết mình không bao giờ thoát ra được. Tôi không thể khống chế bản thân mình. Không thể. Tôi không muốn nghe. Hãy nghe tôi nói. Tôi không muốn nghe. Hãy nghe tôi nói hết. Đúng là trước đây tôi quen rất nhiều cô gái, nhưng mà chính em đã khiến tôi hiểu được rằng tình cảm lúc trước hoàn toàn không phải là tình yêu. Chính em đã khiến tôi hiểu tình yêu thật sự là như thế nào. Tôi chưa hề biết tình yêu là gì. Bấy lâu chỉ là một con sói quên quan đi săn mồi. Chính em đã khiến tôi biết thế nào mới là tình yêu thật sự. Không chỉ đơn giản là quen biết nhau, ăn tối cùng nhau, đó là tình yêu. Mà tình yêu khó khăn hơn như vậy rất nhiều. Tất cả những chuyện đó là em dạy cho tôi. Chính là em dạy cho tôi. Anh có biết nghe những lời nói của anh tôi cảm thấy thế nào không? Hai chữ tình yêu xuất phát từ miệng của anh rất ghê tởm. Thật sự rất ghê tởm.
Anh làm gì vậy? Dù ghê tẩm cấp mấy, anh cũng muốn được ở bên em. Anh nhất định phải ở bên em. Bỏ tôi ra. Không, cho dù đàn ông trên đời này có chết hết, tôi cũng không tới với anh đâu. Em nhất định phải lấy anh. Anh nhất định phải cưới em. Lâm hả? Bác Tài à, mau đi đi, mau lên. Bây giờ anh hài lòng rồi chưa? Tôi đã mất đi người yêu, giờ lại mất đi người bạn thân thiết nhất. Trên đời này tôi chẳng còn ai nữa. Anh đã hài lòng chưa? Anh xin lỗi Trịnh Phong. Anh là đồ khốn nạn. Lâm Hạ yêu anh biết bao nhiêu mà anh nỡ làm tổn thương cô ấy, làm hại cô ấy. Anh có còn là con người không? Nhưng mà anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em. Trịnh Phong à, anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tuyệt đối không bao giờ. Để anh xách cho. Em muốn đi đâu? Trịnh Phong à, nếu anh còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Anh làm gì vậy? Làm ơn giúp cho. Tôi có chuyện gấp, làm ơn. Cô làm ơn cho hỏi, cô gái vừa rồi mua vé đi đâu vậy? Cô gái nào?
Cô gái vừa mới mua vé xong, có đôi mắt tròn, rất xinh. Tôi không thấy cô nào hết. Anh có mua vé không? Có, tôi mua. Có phải cô vừa bán vé đi Vân Nam không? Đúng, đúng. Tôi mua một vé, cho tôi một vé cùng chuyến, cùng toa. Tốt nhất là cùng giờ. Cô ấy vừa mua vé ngồi. Anh có mua vé ngồi không? Có, cho tôi vé ngồi. Số ghế bên cạnh luôn. Ghế bên cạnh hết rồi, chỉ còn ghế sau thôi. Vậy làm ơn, chọn cho tôi ghế gần nhất. Được không? Còn chỗ không? Còn, của anh 320 tệ. Được rồi, tốt quá, cảm ơn cô. Anh đưa 400 tệ à? Cô làm ơn mau lên, không cần thối. Được rồi, không cần thối. See you.